À, ở trên YouTube nó thấy cũng người ta làm có YouTuber rồi không? Nên là cái gì? Về đi anh đây. Về đây. Anh đi. Đấy, mâm giới thiệu bạn. Đây là cái... Thôi. Cái mâm này, mâm cơm. Mâm này cũng đồ cổ ở đây cũng không phải vừa đâu. Cái này là mâm gỗ. Chỉ có bát thôi. Biết đây phải ngày xưa nhưng mà đó là bát gì là cổ chung. Đây là cái chung. Đâu là cái chung, cái đây là cái nồi điều, đây mới là cái chung mà. Thôi đừng có nghịch đi đi ông ạ. Đây hay. Bình tựa thôi có biết là cái gì. Đó không, không có dao mà. Trước thì mình hơi không có tác sách của ta là mình. Đây cái chữ có liềm cái gì. Đây là cái đồ ghen. Cái gì đây? Tại nghĩa đây là lâu với bản gì đó. Đi hết vòng đi, lâu. Mấy bức tranh gì đây? Ai? Cây đa, cây đa tân trào. Cây đa tân trào đó. Thông minh không? Đây là cái gì đây? Giải phóng hoa hay cái đợt cái gì đó? Đây là kia, chỗ này là chính phủ đấy. Đối phòng. Bức tranh này đẹp hay làm bằng gì chồng? Thành Huế này, đây là Huế này. Ok. Sao làm được cái này để làm gì? Biểu tượng mới gì?
Hết rồi. Còn, vô. Đi bạn. Cứ phóng nhanh với đi, người ta đi thưởng thức chứ. Đây là việc, đây là sự kiện, đây là nó sẽ tăng. Đây là gì anh? Đây đứng ở cái cột này, đây này, anh ngồi ngay chỗ này này, anh ngồi ngay chỗ này này, đừng ngồi lên cái gỗ ngon chửi ạ. Đứng hẳn ra ngoài đây, anh ngồi xuống, anh ngồi xuống, anh chụp, anh ngồi xuống, bên trong một hai không có đèn nét nè. Ngồi hẳn xuống, anh ngồi hẳn xuống chú. Anh chụp cái quả, nãy anh chụp cái quả táo rồi. Anh đứng ở xe đây này ghép vào được cái ghế ngồi đấy. Anh ngồi kiểu dáng che được cái cột này mà. Đứng hẳn xe này cơ mới chị em được. Ngồi kiểu anh thử đứng lên xem có nhìn được cái kiểu đang ngồi trên ghế không? Dịch lại đây, dịch lại đây. Học ghế bên này đi, ghế bên này mới thấp này. Thử ấy. Ngồi giống như ở đang ngồi ghế kìa. Quay sang bên này một tí, quay sang bên này. Không, anh phải quay nghiêng hẳn sang theo cái chiều ghế kia kìa. Ngồi hoàn xuống. Khép cái chân lại.